trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Saigon TV cùng với anh nhà văn Trần Phong Vũ và anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm. Và tôi là Lê Minh Nguyên. Xin đến với quý vị qua cái đề tài là cuộc bầu cử ở Đài Loan và cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Những cái ý nghĩa của nó trong cái vấn đề mà có một cái mối tương quan chung là Trung Quốc, yếu tố Trung Quốc. Thì thưa hai anh, thì qua cái cuộc bầu cử ở Đài Loan đó, thì mấy anh có nghĩ rằng cái biểu tình đó, theo anh Vũ đó, thì cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông trước đó, trước cái cuộc bầu cử, những cái cuộc biểu tình mà đòi gọi là quyền phổ thông đầu phiếu ở Hồng Kông, nó có ảnh hưởng tới lá phiếu của Đài Loan không, theo cái nhìn của anh? Trước khi trả lời câu này, tôi cũng vẫn trở lại một chút về cái âm mưu của Trung Quốc đối với Đài Loan. Các anh nên để ý tới cái trường hợp cái ông bộ trưởng của chính quyền Bắc Kinh là ông Trương Chí Quân, trong suốt cái thời gian trong một năm qua đó, là ông ấy tìm mọi cách để ông này là cái người mà đặc trách liên lạc với lại Đài Loan và theo dõi vấn đề Đài Loan, thành ra cái vai trò của ông là ông tiếp xúc thường xuyên với lại chính quyền Đài Loan. Nhưng mà sau này ông đổi sách lược, ông đổi sách lược bằng cách ông đi xuống hạ tầng cơ sở. Có lẽ ông đã tiên liệu cái chuyện mà vào ngày 29 tháng 11 vừa qua đó thì có cái cuộc bầu cử được coi là quan trọng nhất từ trước đến nay, bầu cử tới trên 11.000 vị trí vào những cái đơn vị cầm đầu ở địa phương, trong đó hầu một số lớn là ở cấp tỉnh, cấp thị xã, quan trọng lắm. Thành ra ông mua chuộc. Nó mua chuộc lộ liễu đến cái mức mà nó còn mời một số những cái người ở Đài Loan qua Hoa Lục để mà thết đãi. Rồi gần đây họ lại còn đưa ra những cái huy chương này khác để mà phong thưởng cho những cái viên chức ở Đài Loan. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện nó càng ngày càng lộ liễu. Tôi xin nhấn mạnh đến cái điểm đó để thấy được cái âm mưu của Bắc Kinh trong cái việc mà làm thân để mà kéo Đài Loan về với mình, nó lộ liễu lắm. Và đấy là cái cớ khiến cho đưa tới cái kết quả cuộc bầu cử vừa qua. Câu hỏi anh đặt ra là cái cuộc biểu tình ở bên Hồng Kông ấy, thì tôi nghĩ rằng nó chắc chắn nó có tác động tới. Là bởi vì các anh để ý, trong cái thời gian mà có cuộc biểu tình đó thì dân Đài Loan họ cũng đã lên tiếng một cách rất mạnh mẽ để mà yểm trợ cho người dân Hồng Kông để mà chống lại một cái kế sách là vào năm 2017 tới đây, tuy cho cuộc bầu cử nhưng mà lại bầu cử theo cái kiểu đảng cử dân bầu. Đưa ra một số người ba nhân vật để rồi thì do dân chọn, trong số những người đó rớt ông A, ông B, ông C đều là người của Bắc Kinh cả. Thành ra Hồng Kông họ phẫn nộ, và cái sự phẫn nộ đó tác động tới cái người dân Đài Loan, bởi họ nhìn vào Hồng Kông để họ biết rằng là cái tương lai của họ ra sao. Thành ra cái lần này tôi tin rằng là người Đài Loan họ sẽ có chịu ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc biểu tình vừa qua của người Đài Loan. Và cái điều này cũng chúng ta cũng cần để ý này, ngay đến ông Mã Anh Cửu đó, tuy là thân Bắc Kinh đấy, nhưng mà trong cái vụ Đài Loan đó, trong cái vụ Hồng Kông đó, ông cũng phải nương theo cái khuynh hướng của quần chúng Đài Loan mà ông cũng ủng hộ cuộc biểu tình ở bên Hồng Kông. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông cũng đa số trong đó cũng là những người Tàu cả, đã ảnh hưởng rất lớn tới người dân ở Đài Loan, và do đó ít nhiều đã tác động vào cái cuộc kết quả của bầu cử vừa qua. Dạ thưa, cảm ơn Vũ và thưa anh Khiêm. Cái này là mà mình nói mà được gọi là role play, tức là đóng vai cho nó vui, cho nó sống động chút thôi. Nếu anh là cái người mà nắm chính quyền của Trung Quốc thì qua cái cuộc bầu cử ở Đài Loan như thế này thì anh sẽ có một chính sách như thế nào đối với Đài Loan? Thưa anh, nếu mà tôi, cái này là nếu thôi, yeah. Thực sự là anh em mình không ai có thể như thế được cả. Nếu mình là cái người mà lãnh đạo Trung Quốc á, thì tôi sẽ có thể, tôi theo cố gắng làm thế nào để mà biến
cái Trung Quốc cũng như tất cả các quốc gia mà liên quan tới người Trung Quốc á, trở thành một cái liên bang như là của Hoa Kỳ. Có nghĩa là mỗi một khu vực ấy, nó có một cái chính sách riêng, mỗi một khu vực nó có một cái cách hoạt động của nó riêng, và từ đó nó có thể nó kết hợp được tất cả những cái quốc gia nước chẳng hạn như là Trung Cộng rồi Singapore, rồi Đài Loan, rồi Macau, Hồng Kông chẳng hạn. Thì cái chuyện đó là nhưng mà anh mới nói là một tổ chức giống như Liên bang Hoa Kỳ, nhưng mà nó với một chế độ cộng sản độc tài, tức là ở trên cái chính quyền trung ương, thì liệu anh có tổ chức được? Thưa anh, thì chúng ta phải nhìn thấy một điều này này, là với một cái phạm vi như là ở bên Đài Loan á, thì ở trong trường hợp mà ở Bắc Kinh ấy, thì mình đừng nên chứng tỏ một cách lộ liễu xía vô cái tự nội tình của Đài Loan, và mình coi như là mình đứng độc lập đi, coi như là mình đứng độc lập, và mình xía vô một cách rất là tinh vi chứ không quá lộ liễu. Cũng giống như là nếu mà tôi là người lãnh đạo của Bắc Kinh ấy, thì tôi có thể tôi chiếm những nước như là Việt Nam hay là Campuchia. Anh, cái vấn đề ở đây á, là muốn hỏi anh Vũ, là vấn đề ở đây á, là Trung Quốc đưa ra một cái đường lối mà để mà lấy Hồng Kông về, mà cũng muốn dùng nó để mà lấy Đài Loan về, tức là một quốc gia hai chế độ. Thì với một quốc gia hai chế độ thì Hồng Kông là chấp nhận quốc gia hai chế độ, tức là đối ngoại và quốc phòng là anh lo. Còn cái chuyện mà tất cả chuyện Pháp là tôi hoàn toàn độc lập từ một quốc gia hai chế độ. Thì nhưng mà cuộc bầu cử 2017 này đó thì là cũng tiếng nói là người dân đi bầu, nhưng mà như anh nói đoạn cử dân bầu hoặc là một cách mà dí dỏm á, là bây giờ anh đi cưới vợ mà ra là cha mẹ chỉ anh ba đứa đó đó, anh chọn đứa nào anh chọn, còn không được chọn ba những đứa khác ngoài ba đứa đó, thì anh có yêu một cô khác anh cũng không làm gì được hết. Thì đó là một cái hình thức mà gọi là Trung Quốc muốn cho cuộc bầu cử 2017 này. Thì với một cái chính sách mà một quốc gia hai chế độ, mà theo anh á, thì nếu mà Trung Quốc mà thật sự mà muốn tôn trọng cái một quốc gia hai chế độ đó, thì là dĩ nhiên tôn trọng thì chắc không có vấn đề Đài Loan, xin lỗi, Hồng Kông không có biểu tình. Và Đài Loan á, thì theo anh nghĩ là Đài Loan có thể là họ nhìn vào cái vấn đề Hồng Kông để họ coi cái chính sách đó áp dụng như thế nào, mà họ có thái độ hay là có cái lập trường hay thưa. Tôi nghĩ rằng là không phải chỉ Đài Loan, nếu ở bất cứ một cái vị thế nào mà nó có những cái liên hệ nhân quả trực diện đối với lại Bắc Kinh á, thì đều phải có một cái người làm chính trị là phải có cái viễn kiến đó để mà nhìn vào những cái trường hợp tương tự như mình, để xem rằng là cái sự đối xử của Bắc Kinh đối với lại cái cơ chế tương tự đó, thì từ đó họ có thể nhân ra, họ hiểu được. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên của tất cả những người làm chính trị, họ đều phải làm như vậy cả. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà Bắc Kinh ấy, thì cái câu hỏi vừa rồi anh đặt ra cho anh Khiêm là nếu ở vị trí của anh Khiêm mà nắm một cái vào cái vai trò của Tập Cận Bình thì sẽ hành xử ra sao đó. Thật sự đó, cái này là chúng ta đều là chiếu theo cái quan điểm của những người tôn trọng dân chủ tự do, thành ra tất cả những cái giả dụ của chúng ta đều không có thể nào mà sát được với lại một cái chế độ độc tài, một cái chế độ độc, phải nói là siêu độc tài, chứ không còn là cái chuyện độc tài kiểu Hitler ngày xưa nữa. Hitler nó có là độc tài, nhưng mà nó lại có một cái khía cạnh khác mà người ta có thể nói, đây là nói một cách nghĩa là tương đối trong cái sự so sánh có thể chấp nhận được, nhưng mà với cộng sản thì nó khác hẳn. Cho nên tôi rất thích cái bài của Huỳnh Thục Vy vừa mới viết vừa rồi về cái vấn đề thống nhất với đoàn kết á, để rồi từ đó cô ta đưa ra một cái phân tích mà tôi nghĩ là có thể ứng dụng trong tất cả mọi cơ chế, nếu ở giữa một cái cơ chế dân chủ tự do và một cái cơ chế độc tài. Một cái cơ chế độc tài nó chỉ muốn nắm gọn vào thôi, mà cái nắm gọn đó nó vừa có ý nghĩa thống nhất, vừa có ý nghĩa đoàn kết. Thì ý với tôi đó là khi mà đặt câu hỏi cho anh Khiêm như vậy đó, tức là mình đặt trên cái giả dụ là cái chế độ độc tài và anh là cái người độc tài như Tập Cận Bình, chứ nếu mà mình lấy cái giá trị dân chủ của mình thì nó hoàn toàn nó khác rồi. Ví dụ như là anh là người Tập Cận Bình thì anh sẽ retreat, tức là anh sẽ thụt lùi để mà tôn trọng cái một quốc gia hai chế độ, hay là anh sẽ đàn áp. Đó là cái ý mà tôi muốn nói, là cái thái độ nào là thái độ. Tôi nghĩ rằng là cái đàn áp là họ không thể nào là
không thể làm được nữa rồi. Ngay cả với Hồng Kông là cái chỗ họ dễ đàn áp nhất, mà cuối cùng họ vẫn phải núp dưới cái hình thái là thuê những cái bọn du đảng, những cái bọn gọi là mafia mà là thân Bắc Kinh lâu nay để xen vào, rồi thì một mặt lái cái chính quyền địa phương với một cái remote control xa xa vậy thôi, chứ còn họ cũng không dám lộ liễu đến cái mức mà can thiệp một cách cực trực tiếp. Thành ra cái đó mình cũng có thể hiểu được. Thế thì cái tình trạng những ngày sắp tới đây có lẽ là chúng ta còn phải theo dõi rất là nhiều, bởi vì cái tham vọng bá quyền của Trung Cộng thì nó càng ngày càng lộ liễu. Thì như trong những chương trình gần đây anh em chúng ta cũng đã bàn rất nhiều, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn Trần Phú Vũ và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình được bảo trợ bởi Tuần Báo Viettel, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.